thiệt sự nãy giờ cũng rất là lo đến chơi với chương trình thì ví dụ mình chơi thắng hay mình chơi đúng thì mình không nói, mình tại mình chơi sai mất công người ta không công nhận mình là người Việt nữa. Người ta không công nhận mình là người Việt nữa. Rồi bây giờ mình phải chịu phạt. Phạt này là từ người chiến thắng người ta quyết định. Thôi là hay nhảy sexy dance đi ha. Sexy dance hả? Thôi nhảy sexy dance. Trời. Dẹo. Dẹo đi mọi người, hãy dẹo đi mọi người ơi. Dẹo đi, anh phải dẹo. Đó bây giờ anh tưởng tượng. Đứng. Phong sạc điện thoại. Bỗng nhiên màn hình hiện lên chị Tường Vi ngộ nghĩnh. Hãy kể tên những món ăn được làm từ bánh tráng. À, bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn. Bánh tráng nướng. Bánh tráng nướng. Bánh tráng phơi xương. Cuốn thịt luộc á. Rồi. Bò bía. Bò bía. Gói cuốn. Rồi tiếp. Bánh tráng cuốn. Bánh tráng cuốn là cái gì? Bánh tráng cuốn là bỏ khô bò, bỏ xoài đồ cuốn cuốn lại đó. Rồi, quý. Mì Quảng. Mì Quảng có bánh tráng à. Bánh tráng là bánh tráng, bánh tráng, bánh đa, bánh đa rồi, bánh đa rồi. Bánh đa à, vậy hả? Rồi.